Nhiều doanh nghiệp nông sản thực phẩm Việt Nam thì hàng năm vẫn dành ngân sách tham gia các hội chợ tại Pháp, Đức, Mỹ hay là Trung Quốc. Doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều khoản chi phí, chẳng hạn như là vé máy bay cho 4 đến 6 người vận chuyển mẫu hàng tới hội chợ, thuê khách sạn và thuê gian hàng. Nhưng mà hiệu quả thì vượt trội so với các hình thức quảng bá khác. Nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại châu Âu thì đã hỏi chuyện một số doanh nghiệp tham gia hội chợ thực phẩm và đồ uống đang diễn ra tại Paris về chi phí và lợi ích khi tham gia hội chợ thương mại quốc tế. Hơn 7.000 doanh nghiệp từ 119 quốc gia có gian hàng, trong 5 ngày đón tới hơn 160.000 khách thăm. Một sự kiện lớn như hội chợ CN Paris là dịp để tiếp cận tối đa khách hàng trong một thời gian tối thiểu. Nhưng không phải ai cũng đủ lực tham gia. Mỗi doanh nghiệp Việt Nam có gian hàng ở đây phải chi từ 200 đến 300 triệu đồng. Mà một năm đâu chỉ có một hội chợ này. Đi hội chợ thì rất là tốn kém doanh nghiệp. Chúng tôi phải chịu rất nhiều chi phí từ bay từ Việt Nam sang chi phí khách sạn. Nhưng mà theo những doanh nghiệp chúng tôi thì đi hội chợ là một trong những cái kênh mà tốt nhất để chúng tôi tiếp cận được với khách hàng. Ngoài tiếp cận với khách hàng thì sự có mặt tại đây còn một lợi ích nữa. Đó là khẳng định uy tín thương hiệu riêng trong một tổng thể chung. Nhìn cách bài trí tại đây, chúng ta thấy nổi lên thương hiệu thực phẩm Việt Nam. Điều đó tạo ra sự nhất quán, một thương hiệu quốc gia mạnh mẽ. Khách thăm nhận ra ngay đây là Việt Nam, đại diện cho các giá trị của Việt Nam. Những chi tiết đó làm cho mọi người cảm thấy những thương hiệu tại đây là của những công ty tốt. Chi phí tham gia hội chợ là khoản lớn, nhưng doanh nghiệp có thể tranh thủ trợ giúp từ một số nguồn. Tiền thuê gian hàng đã có người lo. Bộ Công Thương hàng năm vẫn dành ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đưa nông sản Việt Nam tới các hội chợ quốc tế. Bộ Công Thương luôn luôn dành cỡ khoảng 1/3 kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại của đối với cả nông sản thực phẩm và thủy hải sản đó. Và riêng đối với cả cái hội chợ CIAN này thì mỗi năm chúng tôi dành cỡ khoảng độ 4 tỷ đồng để dành hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng 100% cho các doanh nghiệp tham dự cái hội chợ này. Dùng công quỹ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ ở nước ngoài là việc các nước châu Âu vẫn thực hiện. Chính quyền thành phố Bruxelles chẳng hạn, hỗ trợ doanh nghiệp Bruxelles từ 50 đến 70% tổng chi phí tham gia hội chợ quốc tế và tối đa mỗi năm cho mỗi doanh nghiệp không quá 4 lần và không nhiều hơn 12.500 euro. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ hội chợ thực phẩm và đồ uống Paris, Cộng hòa Pháp.